Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chương học thứ 7. Chúng ta sẽ làm cái process về Task Manager. Và thông qua cái process này chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về cách sử dụng của thằng Firebase, cũng như là cách áp dụng cái thằng Firebase vào trong React là như thế nào. Thì so với kế hoạch ban đầu, tôi dự định là chúng ta sẽ có một process về Firebase và chúng ta sẽ có thêm một process tổng hợp. Tuy nhiên với việc phân chia process như vậy thì cái process về Firebase nó khá là đơn điệu và ít chức năng. Do đó thì tôi đã nhập hai cái process đó thành cái process Task Manager. Thì thông qua process Task Manager này, chúng ta sẽ học về Firebase và chúng ta sẽ được học lại tất cả các kiến thức về React, React Router, Redux, và tất cả các kiến thức đó chúng ta sẽ đều áp dụng để chúng ta giải quyết cái process cuối cùng, cái process về Task Manager này. Ở đây thì chúng ta cũng đừng có quá lo lắng về vấn đề là chúng ta làm cái process nào. Thì thực sự thông qua những cái process này, tôi muốn trình bày những kiến thức vào cho các bạn. Nếu như tôi trình bày kiến thức không á, thì đôi khi nó sẽ gây nhàm chán. Do đó thì tôi mới đưa ra những cái process như thế này. Để song song quá trình mà chúng ta học á, chúng ta làm một cái sản phẩm gì đó thì các bạn đỡ nhàm chán hơn. Thì ở đây á, sau này khi mà chúng ta đi làm á, không phải là có bao nhiêu cái process như thế này đâu, mà nó còn rất là nhiều các process nữa. Có hàng trăm, hàng ngàn cái process tùy theo yêu cầu của leader, rồi tùy theo yêu cầu của khách hàng. Do đó ở đây chúng ta không quan trọng cái vấn đề là chúng ta làm cái process nào, mà quan trọng là thông qua những cái process này chúng ta được trang bị những cái kỹ năng như thế nào, để sau này khi gặp bất kỳ process nào thì với những kiến thức mà chúng ta có, chúng ta có thể linh hoạt, chúng ta áp dụng nó, sử dụng nó để chúng ta giải quyết yêu cầu mà chúng ta được đưa ra. Như vậy bây giờ thì tôi sẽ quay lại chương học thứ 7. Chúng ta nói về process Task Manager. Thì đối với process này, đây là process tổng hợp của khóa học. Do đó sẽ có khá nhiều các nội dung và cái độ phức tạp của nó cũng khá cao. Trong process này thì tôi sẽ không có code lại những cái đoạn code mà chúng ta đã biết rồi. Đa phần những cái đoạn code mà chúng ta đã được học rồi, tôi sẽ chuẩn bị sẵn và tôi chỉ bắt vào, tôi giải thích cho các bạn mà thôi. Chứ ở đây, với kiến thức hiện tại của chúng ta bây giờ, chúng ta cũng đã có một cái nền rất là vững về React rồi. Do đó tôi sẽ không ngồi tôi code từ đầu, mà tôi chỉ sẽ code những cái chức năng quan trọng. Còn những cái chức năng nào đơn giản thì tôi sẽ bắt những cái đoạn code vào cho các bạn xem. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem trong chương học thứ 7, Process Task Manager, chúng ta sẽ học những cái nội dung gì. Ở đây thì các bạn thấy chúng ta có khoảng là 10 cái nội dung chúng ta cần tìm hiểu. Thì đầu tiên thì tôi cũng demo cho các bạn xem qua về cái kết quả sau khi chúng ta thực hiện xong Process Task Manager. Thì tôi đặt tên là Process Task Manager. Tuy nhiên khi mà chúng ta học xong rồi, chúng ta có thể tùy biến nó ra thành rất là nhiều các process khác nhau. Chứ chúng ta không có dừng lại ở mức độ chỉ là cái process Task Manager này đâu. Ok, nội dung đầu tiên tôi giới thiệu về process, cũng như là tôi sẽ đưa ra những cái kiến thức mà chúng ta được học trong process này. Rồi, từ nội dung thứ 2 cho đến nội dung thứ 9 thì chúng ta sẽ từng bước một chúng ta hoàn chỉnh cái process này. Thì đối với process này là process tổng hợp, do đó nó đòi hỏi chúng ta rất là nhiều các kiến thức. Kiến thức về React CSS, về React Router, về Redux. Do đó, những bạn nào chưa học những chương học kia mà nhảy ngay vào chương học này thì các bạn không nên. Các bạn đang xem video này mà các bạn chưa xem những video kia thì các bạn không nên xem tiếp nữa. Bởi vì những video sau, nếu như các bạn không có kiến thức từ những chương học trước thì các bạn sẽ không thể nào các bạn theo kịp chương học thứ 7 này đâu. Rồi, đó là một số phần lưu ý của tôi dành cho các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi ngay vào phần demo của process Task Manager này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần demo của process thứ 5. Và cái phần process thứ 5 này mình tạm đặt tên cho nó là Bug Reporting. Ở đây có nghĩa rằng cái hệ thống của chúng ta sẽ ghi nhận những cái phản ánh lỗi từ phía người sử dụng. Ở đây thì chẳng qua là mình đặt một cái tên gọi cho cái process của chúng ta mà thôi. Thì thực chất chúng ta có thể biến tấu nó ra thành rất là nhiều các process khác nhau. Ở đây thì mọi người thấy khi mà chúng ta truy cập vào trong cái process này, thì đầu tiên á, cái hệ thống menu ở bên tay trái chúng ta có nè, Task, Sign In là đăng nhập, Sign Up là đăng ký thành viên. Bây giờ Sign In thì chúng ta điền vào cái địa chỉ email và cái mật khẩu của chúng ta để chúng ta đăng nhập vào. Mình truy cập lại vào cái ứng dụng của chúng ta. Thì mọi người thấy nó cũng đẩy chúng ta về cái trang là đăng nhập.
Như vậy thì cái rosette của chúng ta để sử dụng được nó bắt buộc người sử dụng phải có một cái tài khoản và họ phải đăng nhập vào. Thì việc đăng nhập, việc lưu trữ những cái dữ liệu này, chúng ta sử dụng Firebase. Firebase thì bây giờ cũng được sử dụng rất là nhiều rồi. Do đó thì trong cái dự án này mình tích hợp luôn cái Firebase vào để mình demo một số cái chức năng cơ bản của nó cho mọi người thấy. Mọi người thấy ở đây nè, chúng ta có những cái bảng như là bảng task, rồi bảng task complete, rồi một bảng là user. Như vậy khi mà người dùng họ đăng nhập vào đây thì sẽ dựa vào thông tin ở bảng user và một phần nữa là cái phần authentication, cái phần quản lý về quyền về đăng nhập của cái thằng Firebase. Mọi người thấy ở đây mình có hai cái tài khoản. Như vậy đây là tài khoản của một người dùng bình thường và đây là tài khoản của người có quyền quản trị cái rosette của chúng ta. Như vậy bây giờ mình sẽ đăng nhập với người dùng bình thường. Rồi chúng ta chỉ cần điền cái địa chỉ email của chúng ta vào và chúng ta điền tiếp cái mật khẩu của chúng ta. Ở đây thì phần password mình show lên luôn ha, để cho mọi người dễ thấy những cái thao tác của chúng ta làm. Còn khi mà cái dự án của chúng ta public rồi thì chúng ta chỉ cần thay cái kiểu của ô input này từ test sang dạng là password là xong. Rồi bây giờ mình nhấn sign in. Thì mọi người thấy khi mà chúng ta đăng nhập á, thì nó hiển thị là login successful, một cái câu thông báo gì đó. Đây mình truy cập lại ngay tại cái menu task. Thì lúc này chúng ta có thể xem được những cái task hay là những cái bot. Đó mọi người thấy nè, mặc dù cái rosette của chúng ta tên là bot reporting, tuy nhiên chúng ta có thể biến tấu nó thành rất là nhiều các thứ khác nhau. Ví dụ bây giờ chúng ta đang biến tấu nó ở dạng là hệ thống quản lý những cái công việc. Thì khi những người dùng họ truy cập vào đây, họ có thể thêm vào những cái công việc. Ví dụ như họ thêm vào một công việc hoặc là thêm vào một cái bot đi. Một cái bot ví dụ như là CSS bị lỗi, error. Rồi họ nhấn nút add để thêm vào. Thì mọi người thấy chúng ta đã thực hiện cái quá trình thêm thành công. Và sau khi thêm thành công rồi, ví dụ như người này thấy cái bot này được fit rồi thì họ có thể nhấn complete. Đó mọi người thấy cũng hiển thị một câu thông báo luôn. Cứ mỗi một hành động của chúng ta đều hiển thị ra những cái câu thông báo như thế này. Như vậy về cái task á, hay là về những cái bot á, thì có thể là có những cái bot vừa mới được đẩy lên và có những cái bot được xử lý rồi thì nó sẽ nằm ở cái task finish. Ở đây thì mình xem như là hệ thống quản lý bot hoặc là hệ thống quản lý công việc gì đều được hết ha. Ở đây chẳng qua là chúng ta demo với cái thằng Firebase mà thôi. Chúng ta đừng có quá quan tâm về cái process gì. Chủ yếu là chúng ta hiểu được nó. Sau này chúng ta có thể biến tấu nó ra thành rất là nhiều các process khác nhau. Ok. Bây giờ mình sẽ truy cập lại localhost với port là 3000. Thì mọi người thấy nè, đó, chúng ta cũng ở cái trang là user, cái trang mà chúng ta đã đăng nhập rồi. Bởi vì lúc này chúng ta đã đăng nhập rồi, do đó thì không còn hiển thị cái menu là sign in rồi menu sign up nữa. Bây giờ chúng ta log out, click vào log out thì nó chuyển chúng ta về cái menu là sign in rồi sign up này nọ. Và nếu như chúng ta chưa có đăng nhập á, mà chúng ta cố tình truy cập vào cái thằng task thì rõ ràng các bạn thấy hoàn toàn không có truy cập được. Bởi vì cái task này á, nó chỉ dành cho những người đã truy cập vào cái process này mà thôi. Như vậy thì chúng ta vừa xem cái chức năng đầu tiên là cái chức năng đăng nhập, rồi chức năng thêm công việc hoặc là chức năng thêm bot. Ở đây mình thử cũng đăng nhập luôn ha. Rồi mình không điền password chẳng hạn. Đó, mọi người thấy chúng ta đều có những cái câu thông báo hiển thị lên. Sau khi người dùng họ thực hiện một cái hành động nào đó thì có thể là hành động đăng nhập thành công, hành động thêm mới một công việc hoặc là hành động đánh dấu một công việc nào đó đã hoàn thành chẳng hạn. Ở đây mình tiếp tục demo chức năng đăng ký. Cái form đăng ký của mình á, rất là đơn giản. Có email nè, có password nè, có website. Thì sau này với những gì mình hướng dẫn, mọi người có thể nâng cấp nó lên. Mọi người làm cho cái form đăng ký này có nhiều cái thông tin hơn. Tuy nhiên chúng ta nên nhớ rằng khi mà chúng ta nhận những cái yêu cầu đăng ký thì cái form đăng ký của chúng ta càng đơn giản càng tốt. Lý do là vì khi mà chúng ta muốn người ta họ sử dụng trang của chúng ta thì chúng ta nên thu thập cái bước đầu tiên á, cái bước mà cho họ đăng ký á, chúng ta đưa ra cái form vừa đủ để chúng ta phân biệt những cái người dùng khác nhau. Ví dụ như email nè, password nè. Ở đây nếu chúng ta kỹ hơn á, có thể thêm một cái phần nữa là confirm password, cho người dùng họ nhập lại cái password của họ. Như vậy là đủ rồi. Chúng ta không nên đưa vào đây cái bước đăng ký mà quá nhiều thông tin.
Ví dụ như chỉ đăng ký thành viên thôi mà chúng ta cho họ phải nhập email, password, website, nhập profile cá nhân, chọn hình ảnh đại diện, vân vân, thì thực sự là không cần thiết và làm cho người dùng họ ngại sử dụng cái dịch vụ web của chúng ta. À, cái việc mà cập nhật những cái thông tin còn lại như là profile, là avatar, là website của họ vân vân, chúng ta để sau khi mà người dùng họ đã đăng ký thành công. Thì sau khi đăng ký thành công á, chúng ta có thể có một cái form là user profile để cho họ cập nhật lại những cái thông tin đó của họ. Còn bước đầu, bước để người ta đăng ký cái trang của chúng ta nên đơn giản quá cái form đăng ký của chúng ta lại. Rồi, ok. Đó là vấn đề mình nói ở ngoài một tí. Rồi bây giờ trở lại cái form đăng ký thành viên nè. Đây mình nhập vào cái email. Giả sử mình nhập cái email mình đã sử dụng khi nãy rồi. Rồi mình cũng nhập cái password, cũng nhập cái website, nhấn sign up. Thì mọi người thấy nè, nó cũng báo lỗi ngay. Cái email này đã được sử dụng rồi. Đó, tất cả những cái thao tác của chúng ta đều được notify lại. Rồi bây giờ mình sử dụng một cái email không tồn tại. Ví dụ như là user đi. Rồi, mình nhấn sign up. Thì mọi người sẽ thấy, đó, sign up successful. Đăng ký thành công rồi. Và khi đăng ký thành công thì nó tự động đăng nhập và nó chuyển chúng ta đến cái trang là user luôn. Đây là thông tin của chúng ta nè. Email là gì, user ID là gì, website là gì, đều hiển thị ra ở đây. Như vậy, như mình nói lúc nãy á, thì sau này mọi người có thể bổ sung thêm, mọi người thêm một cái phần là cập nhật profile ở đây. Sau khi người ta đã đăng ký thành công rồi thì chúng ta mới cho họ nhập đầy đủ những cái thông tin của họ hơn. Chứ lúc đầu thì chúng ta không nên để quá nhiều thông tin. Rồi, sau khi mà đăng ký thành công, chúng ta có thể vào cái phần tab. Ở cái phần tab á, chúng ta có thể xem những cái tab nào đang được làm hay là những cái bớt nào đang được làm. Và ở bên tay phải là những cái bớt hay là những cái tab đã hoàn thiện rồi. Và những cái bớt này được gửi bởi ai? Đây mọi người thấy nè, cái CSS thì quá xấu được gửi bởi admin. Còn CSS error thì được gửi bởi cái người dùng này. Bây giờ chúng ta thử thêm một cái bớt mới. Ví dụ như cái bớt về PSP. Rồi, chúng ta nhấn Add. Thì mọi người thấy cái bớt này được gửi và được gửi bởi ngay chính chúng ta, cái email mà chúng ta đang đăng nhập. Rồi, chúng ta có thể hoàn thiện nó. Nhấn Complete thì nó nhảy qua cái cột là Task Finish. Như vậy ở đây chúng ta có cột Task nè, rồi cột Task Finish thì nó sẽ được lưu trong. Đây, chúng ta qua cái phần Database. Đây, mọi người thấy cái task đang thực hiện nó nằm trong cái bảng là task. Hiện tại có một cái đúng không? Đây hiện tại có một cái. Rồi cái task finish thì nó nằm trong cái bảng là task completed. Và trong cái thằng này có 3 dòng tương đương với 3 cái task ở đây. Và mọi người thấy khi mà mình đăng nhập bởi cái thằng là user bình thường á, thì rõ ràng những cái task đã hoàn thiện rồi, mình không thể nào mình xóa nó đi được. Có nghĩa rằng sau này có thể có rất là nhiều các task đã thực hiện xong rồi. Thì để nhiều cũng không có tốt, chúng ta có thể xóa nó đi. Và rõ ràng với người dùng bình thường không thể nào xóa những cái task này đi được. Bây giờ mình sẽ truy cập bằng cái thằng admin và mình xóa cho mọi người xem. Admin thì email của nó là admin cộng gì đó. Rồi password của nó, sign in. Rồi login successful qua cái thằng task. Thì rõ ràng mọi người thấy nè, khi mà chúng ta đăng nhập với cái thằng admin thì nó có quyền xóa đi những cái task đã hoàn thiện rồi. Ví dụ như xóa cái task là PSP, xóa, remove task, remove successful. Rồi quay lại đây, rõ ràng mọi người thấy trong cái thằng task completed chỉ còn có 2 dòng thôi, tương đương với 2 công việc ở đây. Nếu như chúng ta truy cập bởi một người dùng bình thường, bởi người dùng này chẳng hạn, thì rõ ràng password chưa có đúng, tôi nhập lại ABC, password này. Rồi, chúng ta đăng nhập thành công. Và với người dùng bình thường, rõ ràng không có cái chức năng là delete cũng như là xóa tất cả các task ở đây. Đó là những cái chức năng cơ bản của cái ứng dụng này mà mình muốn mọi người phải thực hiện được. Cũng như đây là cái phần demo đối với Rosette thứ 5 của chúng ta. Thì mọi người thấy với một số chức năng như vậy, tuy nhiên để thực hiện được nó cũng cả là một vấn đề. Và mọi người cứ yên tâm. Thì lần lượt những cái video trong cái reset thứ 5 này mình sẽ hướng dẫn mọi người từng bước một để chúng ta giải quyết cái bài tập này. Và khi mà mọi người đã giải quyết được cái bài tập này rồi thì mọi người có thể biến tấu nó ra thành rất là nhiều các ứng dụng khác nhau. Bởi vì ở đây thông qua cái ứng dụng này chủ yếu là chúng ta biết những cái thao tác tương tác với Firebase như là đăng nhập, đăng xuất, rồi thao tác thêm cơ sở dữ liệu, rồi xóa,
hoặc là kết nối cơ sở dữ liệu, vân vân. Thì thông qua những cái thao tác này, mọi người thấy chúng ta có thể biến tấu thành rất là nhiều các rosette khác nhau, tùy vào cái khả năng của chúng ta mà thôi. Đó là phần demo của mình. Và với phần demo này thì những bạn nào mà muốn tự tìm tòi thì các bạn có thể khoan xem những cái video tiếp theo. Mà với phần demo của mình á, mọi người thử dành thời gian ra, mọi người giải quyết cái yêu cầu này xem có được hay không. Và nếu như chúng ta giải quyết được thì đương nhiên là chúng ta không cần xem những cái video còn lại cho đỡ mất thời gian. Còn bạn nào chưa tự tin về kiến thức của mình, cũng như là muốn tiết kiệm thời gian hơn, muốn học video để thực hiện cho nhanh, thì mọi người cứ xem những cái video tiếp theo. Mình sẽ lần lượt hướng dẫn mọi người giải quyết các yêu cầu của bài tập này.